Chu Tiên, chương 19, rút thăm. Người đọc Bá Tiến. Chỉ thấy bên đầm nước màu bích lục, cự thú Thủy Kỳ Lân vốn vẫn ngủ say, giờ bỗng nhiên thức giấc. Nó ngoảnh đầu lại một cách hung dữ, đôi mắt cổ cộ chiếu ra hung quang vô tận, lông tóc trên lưng đều dựng hết cả lên. Rồi nó ngoạc cái mồm to như cái chậu máu, để lộ hai ngọn răng nanh dài nhọn hoắt, dáng vẻ như sắp tấn công. Mục tiêu của nó chính là bọn đệ tử Thanh Vân Môn đang đứng trên bậc thềm. Thủy Kỳ Lân là linh thú trùng hồng hoang, dị thú thượng cổ. Nhìn nó ra uy, phong vân biến sắc, thiên không cao xanh phút chốc tối sầm. Khi nó đạp bước chân đầu tiên về phía bậc thềm, gió núi êm dịu chợt đổi thành cuồng phong, rú gào hung hãn, cuộn lông lốc lên đỉnh của Thông Thiên Phong. Trong cái đầm cong cong màu bích lục, mặt nước cũng vụt thay đổi, đang êm ái phẳng lặng như gương, bỗng nhiên dậy sóng, âm âm chuyển động. Nước trong đầm xoay tròn cực nhanh, ở giữa xuất hiện một xoáy sâu hun hút, từ đó vọng ra tiếng ùng ùng. Phút chốc nghe như nổ bùng, một cột nước từ sâu dưới xoáy thình lình vọt lên trời, lớn bằng vòng tay ba người ôm, ngưng động không hề vỡ. Cột nước xoay vụt một cái trên cao, rồi quàng xuống, tựa hồ bị sai khiến, nhào tới trước mặt Thủy Kỳ Lân, mạnh mẽ như rồng lượn, long lanh chói mắt, du động vòng vòng trong khoảng không. Lúc ấy, tất thảy những người đang đứng trên bậc thềm, kể cả tu vi tinh thâm như Tề Hạo, vẫn chưa trấn tĩnh nổi, ai nấy đều biến sắc, có người còn trắng nhợt mặt, lại hơn run rẩy nữa. Thủy Kỳ Lân sở dĩ có thể trở thành cánh tay đắc lực trợ giúp Thanh Diệp Tổ Sư trừ yêu phục ma ngàn năm trước, rồi lại được Thanh Vân Môn tôn sùng suốt 3.000 năm nay, là vì nó có thực lực. Thực lực ấy giờ, thực lực ấy giờ phút này đang được hiển hiện hết tất cả ra. Trong ngũ hành, Thủy Kỳ Lân là cực phẩm linh vật thuộc hệ thủy. Nó chỉ dùng tay không, chẳng hề mượn lực từ nơi đâu mà gọi được nước, triệu lên một cái cột to ngưng kết như vậy, thậm chí còn xoay trong không trung, du động liên tục mà chẳng có chút vất vả nào. Sức mạnh của linh lực, tính thuần của niệm lực sớm đã vượt xa những kẻ tu chân. Tuy Thanh Vân Môn cao thủ như mây, nhưng đừng nói là chỉ dùng niệm lực, thậm chí mượn pháp bảo để khu vật đến trình độ này cũng chẳng có mấy người. Lúc ấy, trời đất u ám, mây gió cuộn trôi. Chúng đệ tử Thanh Vân Môn nhìn linh tôn Thủy Kỳ Lân đột nhiên nổi trận lôi đình chưa từng thấy trong suốt hơn ngàn năm nay, đều trơ mắt há mồm, không biết làm thế nào. Nói thì chậm chứ lúc ấy lại rất nhanh. Thủy Kỳ Lân cứ giận dữ gầm thét không ngừng, hai mắt trợn tròn, cơn cuồng nộ căm hận mỗi lúc một dữ dội, như vừa gặp phải kẻ thâm thù đại hận, hoặc là hờn ghét cực độ, muốn cùng nó quyết chiến đến một trận sống chết mới thôi. Cột nước khổng lồ xoay lông lốc trước mặt con cự thú càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên một tiếng rầm cực lớn với thanh thế vô tận, nó đánh ụp xuống đám đệ tử của Thanh Vân Môn đang đứng trên bậc thềm. Chính vào giờ phút quyết định ấy, chợt vọng tới một tiếng kêu gấp gáp: "Linh Tôn, bớt giận!" Một bóng xanh đen như vừa biến thân đột nhiên xuất hiện trong khoảng không giữa Thủy Kỳ Lân và đám đệ tử Thanh Vân. Đó chính là trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. 5 năm không gặp, cái vẻ hà cốt thiên phong của ông ta chẳng hề thay đổi. Có điều lúc này lông mày cau rúm lại, rõ ràng cũng hoàn toàn không hiểu nguyên do khiến cho Thủy Kỳ Lân tự dưng nổi dậy. Tình hình cấp bách, sau lưng ông ta là mấy chục đệ tử trẻ trung ưu tú nhất của Thanh Vân Môn. Trước mặt là một cột nước lấp lánh óng ánh đang rú rít ập tới. Trong đó là mờ hiện bóng của các loại cự thú hung ác, hiển nhiên là những loài mà Thủy Kỳ Lân từng tru sát, sau khi chết đã nhiếp nhập vào trong mình Thủy Kỳ Lân. Không sống lại được lúc này thì bị khu dụng vào luồng nước để tăng thêm uy thế. Đạo Huyền Chân Nhân tuy thông thiên triệt địa cũng không thể không lấy làm kinh hãi. Trông thấy cột nước đã áp lại gần, muốn tránh cũng không thể tránh được, Đạo Huyền bèn hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm: "Vô lượng thiên tôn." Hai tay giơ cao, biến ra kiếm chỉ pháp quyết, như chậm mà kỳ thực lại rất nhanh, vần thành khối tròn trong không trung, tạo nên trước mặt một hình thái cực. Chỉ chốc lát, thái cực lăng không phát sáng, bạch quang dồn dập, thụy khí bừng bừng,
Đạo Hiền lật mình, tấm đạo bào hắc lục không có gió mà căng phồng lên, phấp phới tuột ra. Thái cực đồ như bị sai khiến, liền lao đến trên đạo bào rồi choàng vào nó. Đạo bào hắc lục tựa hồ cũng là bảo vật tiên gia, sau khi thụ được thái cực đồ bèn kêu hù một tiếng, đón gió trương lên, trong nháy mắt đã lớn thêm gấp 10 lần, trải khắp ngang vòng trời. Oang một tiếng vang nặng nề, cột nước va chạm vào đạo bào hắc lục. Tức thời gầm rú liên hồi, như tiếng hồng phách yêu thú điên giận gào thét. Hắc lục đạo bào bị tấn công mạnh, lập tức bật lùi ra xa, mấy trượng liền. Nơi bị cột nước bắn trúng lõm xuống sâu hoắm, xem ra thụ lực rất lớn. Đám đệ tử trẻ tuổi đang ngơ ngác đứng nhìn trên bậc thềm, chỉ thấy đột nhiên một cơn gió lớn ào tới, ai nấy chân đứng không vững. Ngoài mấy người tu hành cao thâm miễn cưỡng chi trì được, phần lớn còn lại đều lưu siêu. Mọi người bất giác thất sắc. Nếu không có Đạo Huyền chân nhân xuất thủ ngăn chặn tấn công lôi đình này của Thủy Kỳ Lân, thật là không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trương Tiểu Phàm mặt mày nhợt nhạt, đứng cũng không vững, ngã xiên sang một bên. Lâm Kinh Vũ vừa liếc thấy, định giơ tay đỡ, ai ngờ thân hình gã cũng nghiêng đi, lại ngã nhào sang một bên khác, lo cho mình còn chưa xong. Trương Tiểu Phàm kinh hãi thất sắc, cánh tay vẫn đang thò trong bọc, nắm chặt thanh thiêu hỏa côn, vô tình buông lỏng, rút ra cố tìm một nơi để bấu víu. Hắn hoàn toàn chẳng để ý thấy, tay vừa mới rời khỏi thiêu hỏa côn, luồng cảm giác băng lạnh đó lập tức tiêu tán không còn vết tích. Lơ lửng trên cao, Đạo Huyền chân nhân sắc mặt nghiêm trang, sẵn sàng chờ đợi. Phía sau chợt vang lên xoạt xoạt xoạt, lại xuất hiện mười mấy bóng người nữa lăng không đến gần. Dẫn đầu là Thương Tùng chân nhân, còn lại là thủ tọa và trưởng lão của các chi phái, trong đó có cả Đền Bất Dịch, Tô Như, ai nấy mặt mày nghiêm trọng. Cao thủ Thanh Vân Môn giờ phút này đều tập trung tại đây, thấy tình thế như vậy ai cũng e ngại. Còn Thủy Kỳ Lân, giữa những ánh mắt quan sát của trưởng môn, thủ tọa, trưởng lão đạo hành cao thâm thì lại không hề sợ hãi. Mọi người chăm chú nhìn, bỗng nhiên đôi mắt đang bừng cháy nộ hỏa của Thủy Kỳ Lân chợt bình hòa trở lại, rồi lộ nét lạ lùng, vẻ như nghi hoặc không hiểu. Cột nước thanh thế cực lớn cũng theo đó mà từ từ nhỏ lại, cuối cùng không còn ai điều khiển, nó đổ ập xuống làm mặt đất ướt lênh láng. Lúc này thanh thế của Thủy Kỳ Lân chẳng còn là gì cả, nhưng thân hình khổng lồ của nó cứ sừng sững nguyên chỗ cũ, vẫn hơi có vẻ đáng sợ. Nhưng nó chẳng thèm quan tâm đến đám trưởng lão trong không trung, chỉ nhìn nhằm chằm về phía những đệ tử trẻ tuổi đang đứng trên bậc thềm, ánh mắt quét đi quét lại, rồi dùng mũi hít hít trong không khí, tựa hồ cũng chẳng đánh hơi ra là mùi vị gì. Qua một lúc lâu, sau rất nhiều lần lặp đi lặp lại những động tác cổ quái, Thủy Kỳ Lân cuối cùng cũng bỏ cuộc. Nó lắc lắc cái đầu to ù, rồi quay mình lặc lè đi về một mảng đất trống khác, nằm phục xuống, tựa đầu lên chân, híp đôi mắt. Không lâu sau, tiếng ngáy lại vang lên. Chúng nhân Thanh Vân Môn ai nấy ngẩn người nhìn nhau. Thương Tùng đạo nhân là người định thần nhanh nhất, ông ta lặng lẽ di chuyển đến bên Đạo Huyền chân nhân khẽ bảo: "Trưởng môn sư huynh, đừng để các đệ tử phải đợi ở đây lâu nữa." Đạo Huyền sực tỉnh, nhìn Thương Tùng gật gật đầu nói: "Đệ dẫn các đệ tử lên trước đi, ta lại xem Linh Tôn có chuyện gì." Nói xong, ông ta nghiêm mình bay về phía Thủy Kỳ Lân. Thương Tùng quay lại, cất giọng sang sảng nói: "Vừa rồi là Linh Tôn đùa thôi, mọi người đừng căng thẳng. Bây giờ các đệ tử tham gia đại thí hội võ, hãy theo thứ tự đi vào Ngọc Thanh Điện." Bọn đệ tử đồng thanh ứng tiếng, phục hồi lại trật tự, đi lên phía trên. Có điều trong lòng nhìn thấy trận tấn công kinh hoàng của Thủy Kỳ Lân vừa rồi, chắc chẳng còn mấy người tin đó là trò đùa. Theo sau đám người, Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đi vào Ngọc Thanh Điện rộng rãi to lớn. Đứng trong điện, Trương Tiểu Phàm thốt nhiên cảm thấy ký ức 5 năm trước lần lần dở lại dần. "Kinh Vũ!" Trương Tiểu Phàm thốt nhiên khe khẽ gọi. "Gì thế?" Lâm Kinh Vũ nhìn sang. Trương Tiểu Phàm trùng giọng bảo: "Ta bỗng nhớ lại một chuyện, mấy năm nay mình có gặp Vương Nhị Thúc không?" Lâm Kinh Vũ chợt ảm đạm lắc đầu nói: "Không gặp, hôm nay cũng là lần đầu tiên ta quay lại đây."
3 năm trước thì ta đã hỏi Tề sư huynh về tình hình của Vương Nhị Thúc. Nghe nói chú ấy vẫn điên điên dại dại như thế, và cả ngày chạy tới chạy lui trên thông thiên phong, nhưng được các sư huynh của chi phái chính chăm nom, cũng lẽ có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì. Trương Tiểu Phàm trầm ngâm một lát rồi hỏi: Đợi tỉ thí lần này kết thúc, ta muốn đi thăm chú ấy, mi đi không? Lâm Kinh Vũ gần gật đầu đáp: Được, ta sẽ cùng mi đi gặp chú ấy. Lúc ấy trên đại điện bỗng nhiên có một bóng xanh xẹt qua, chính là Đạo Huyền chân nhân từ bên ngoài băng mình vào. Ánh mắt của các trưởng lão Thanh Vân Môn đều hướng về ông ta. Thương Tùng đạo nhân đi lên hỏi: Trưởng môn sư huynh, Linh Tôn... Đạo Huyền giơ tay ngăn lại, đưa mắt ra hiệu. Thương Tùng đạo nhân tức khắc hiểu ý, ngậm miệng không nói nữa. Sau đó Đạo Huyền chân nhân vẻ như không có chuyện gì, bèn xoay mình lại, khuôn mặt hòa nhã tinh anh hướng về mấy chục đệ tử trẻ tuổi đang đứng trên đại điện nói: Mọi người đều tới cả rồi. Tốt, tốt. Bọn đệ tử khom mình hành lễ đáp: Bái kiến trưởng môn chân nhân. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười đi về chỗ ngồi, đưa mắt cho Thương Tùng đạo nhân. Thương Tùng đạo nhân bèn đi lên trước, cất giọng sang sảng nói: Chư vị, các vị đều là những người nổi bật trong lớp trẻ của Thanh Vân Môn. Chúng ta từ thuở lập khai tới giờ đã trải qua hơn 2000 năm, là đạo gia chính thống, lãnh tụ của chính đạo. Nhưng cổ nhân có câu: Nghiệp hưng ư cần, hoang ư hỷ. Lại có nói: Nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thoái. Phái ta tổ sư các đời đều vì khuyến cáo của người sau, nhắc nhở đệ tử trẻ, nên đã truyền lại sự kiện lớn thất mạch hội võ này. Đến nay vừa đúng 20 kỳ. Đám đệ tử Thanh Vân Môn kêu lên kinh ngạc. 20 kỳ, một giáp mới có một lần, vậy là đã diễn ra được 1200 năm. Thương Tùng đạo nhân hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, lại tiếp: Cho đến hôm nay, Thanh Vân Môn dưới sự dẫn dắt của trưởng môn sư huynh Đạo Huyền hưng vượng phồn vinh vượt xa các đời trước. Trong lớp trẻ, những người kỳ tài xuất chúng nhiều không đếm được. Vì vậy lần này trưởng môn sư huynh và các thủ tọa của các phái sau khi thương nghị đã đặc cách tăng số người tham gia đại thí thành 64 người để tránh khỏi tiếc nuối. Nghe tới đây, Trương Tiểu Phàm không nén được nhìn sang Điền Bất Dịch. Chỉ thấy Điền Bất Dịch ngồi dưới Đạo Huyền chân nhân, mặt mày chẳng lộ vẻ gì, nhưng trong mắt thì có chút cáu kỉnh. Việc tăng số người dự thí nói là đã cùng các thủ tọa thương lượng, thực ra chỉ do Đạo Huyền chân nhân và Thương Tùng chân nhân quyết định. Lại nghe Thương Tùng đạo nhân nói tiếp: Lần này đại thí người nhiều gấp đôi, vì vậy việc rút thăm cũng có chút thay đổi. Các vị hãy xem đây. Nói đoạn, ông ta chỉ tay vào chỗ trống bên phải điện. Mọi người nhìn sang, thấy nơi đó đặt một cái hòm gỗ tử đàn lớn, bốn bề vuông vức, phía trên có lỗ nhỏ vừa đủ để đưa một cánh tay vào. Trong hòm này có tất cả 63 hạt sáp tròn, mỗi một hạt bọc một mảnh giấy, trên đánh số từ 1 đến 63. Bọn đệ tử bỗng ồn ào cả lên. Thương Tùng đạo nhân chẳng để ý, lại tiếp: Sau khi rút thăm xong, căn cứ vào số thứ tự để tiến hành tỉ thí. Số 1 đấu với số 64, số 2 đấu với số 63, số 3 đấu với số 62. Cứ như thế, vào tới vòng 2 thì người thắng trong cặp 1 và 64 sẽ gặp người thắng trong cặp 2 và 63. Và cứ như vậy mãi cho tới trận quyết chiến cuối cùng. Các vị đã hiểu cả chưa nào? Bọn đệ tử lặng lẽ một lúc, chợt có người hỏi to: Xin hỏi Thương Tùng sư túc, rõ ràng là có 64 người, tại sao lại chỉ có 63 hạt sáp? Thương Tùng đạo nhân dường như đã có sự chuẩn bị trước cho câu hỏi này, bèn ho khan một tiếng. Quy tắc của lần tỉ thí này là mỗi chi phái đưa ra 9 người, riêng chi phái chính đưa thêm 1 người, nhưng mà có một chi phái chỉ đưa ra cả thảy 8 đệ tử, vì vậy lại thiếu đi 1 người nữa, nên tổng cộng chỉ có 63 người thôi. Ngay lập tức, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về Đền Mất Dịch, thủ tọa của Đại Trúc Phong. Nét mặt của lão thoáng qua một tia giận dữ, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, không mảy may động đậy. Phía dưới, đệ tử Thanh Vân Môn nhao nhao hết cả lên,
bàn tán xôn xao. Đợi mọi người yên lặng đi một chút, Thương Tùng chân nhân mới nghiêm nghị bảo: "Có điều đây cũng chẳng phải là chuyện gì khó. Trong 63 hạt sáp, chỉ cần có vị nào rút được số 1 thì rất là may mắn rồi, vì không hề có đối thủ số 64 nên sẽ qua luôn vòng đầu mà không cần đấu." Lời vừa nói ra, bọn đệ tử lại thêm một phen nhao nhao bàn tán. Nhưng Thanh Vân Môn rốt cục vẫn là một danh môn đại phái, gia giáo nghiêm minh. Cách này xem ra tuy có vẻ buồn cười, nhưng cũng không ai dám phản đối. Đạo Huyền chân nhân đứng dậy, ngoảnh nhìn bốn phía. Dưới cái uy trưởng môn của ông ta, tức thời bốn bề lặng ngắt. Đạo Huyền chân nhân gần gật đầu nói: "Đã như vậy rồi, mọi người hãy rút thăm đi." Trong đại điện, ánh mắt tất thảy của mọi người đều đổ dồn về hòm gỗ tử đàn. Đầu tiên là 10 đệ tử của chi phái chính bước ra, theo thứ tự đi đến bên cái hòm, mỗi người rút một hạt sáp. Sau đó đến lượt các đệ tử của Long Thủ Phong. Lâm Kinh Vũ chào Trương Tiểu Phàm rồi cũng cất bước. Trương Tiểu Phàm dõi theo bóng gã, sau lại đưa mắt nhìn 7 vị thủ tọa và các trưởng lão đang ngồi phía trên. Trong những người này, từ Đạo Huyền chân nhân trở xuống, Thương Tùng đạo nhân, Thiên Vân đạo nhân, cả Thương Chính Lương, Tăng Thúc Thường, thủ tọa của các chi phái, hắn đều đã gặp 5 năm trước. Chỉ có nữ đạo cô ngồi trên cái ghế tận cùng bên phải thì chưa từng nhìn thấy. Chắc là thủ tọa Tiểu Trúc Phong, Đại Đại Đỉnh Đỉnh, Thủy Nguyệt Đại Sư. Trương Tiểu Phàm bình thường cũng nghe các vị sư huynh nhắc tới vị sư thúc này. Tiểu Trúc Phong là chi phái duy nhất trong Thông Thiên Phong thu nạp nữ đệ tử. Thủy Nguyệt Đại Sư đạo hạnh cao thâm, rất có danh tiếng. Đệ tử của Tiểu Trúc Phong trải qua các kỳ thất mạch hội võ cũng có những biểu hiện xuất sắc. Trương Tiểu Phàm quan sát Thủy Nguyệt Đại Sư, thấy dung mạo chỉ ước trên dưới 30, xấp xỉ sư nương Tô Như, mặt trái xoan, mày nhỏ, mũi thanh, cặp mắt thì long lanh có thần. Mình khoác tấm đạo bào xanh lơ, phong tư tha thướt. Sau lưng bà chẳng có một vị trưởng lão nào cả, chỉ có một nữ đệ tử đứng thị hầu. Y phục trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp, lưng đeo một thanh trường kiếm, vỏ và chuôi lồ lộ màu da trời, rực rỡ, lấp lánh, lờ mờ còn có cả ánh sóng tản mát, nhìn là biết ngay bảo vật của tiên gia. Hắn cứ nhìn đến xuất thần. Nữ đệ tử trẻ trung kia dường như cảm thấy được ánh mắt của hắn, bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, mục quang như chớp lóe, lạnh lẽo dọi vào trong Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm giật thót, tựa hồ bị sét đánh, hai mắt đau nhói như bị đâm. Hắn thoảng thốt, hơi nóng mặt, thấy nữ tử đó chẳng lộ vẻ gì, nhưng mắt thì lóe lên khinh miệt. Hắn vội cúi đầu xuống. Còn đang lúng túng, bên cạnh bỗng có người nào thò tay kéo một cái, rồi giọng Điền Linh Nhi vang lên: "Tiểu Phàm, sao đờ đẫn ra đấy? Đến lượt chúng ta rút thăm rồi." Trương Tiểu Phàm vội vàng nói: "Vâng vâng." Đoạn không dám liếc nhìn về phía Thủy Nguyệt Đại Sư nữa, quay mình theo Điền Linh Nhi đi đến hòm gỗ tử đàn. Lúc ấy trên đại điện chỉ còn 2 chi phái của Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong là chưa rút thăm. Đệ tử của Đại Trúc Phong do Tống Đại Nhân dẫn đầu, theo thứ tự đến bên cái hòm, mỗi người rút một viên sáp rồi lại trở về dưới sảnh. Lát sau, khi họ đang xôn xao xem mình bắt được số mấy, bên Tiểu Trúc Phong bước ra 8 người, bao gồm cả Văn Mẫn, bạch y nữ tử đã đứng sau lưng Thủy Nguyệt Đại Sư, lúc này cũng đi ra, cúi đầu không nói gì. Thủy Nguyệt Đại Sư gật đầu bảo: "Con cũng đi đi." Bạch y nữ tử ứng tiếng, bước vào hàng của Tiểu Trúc Phong, cười với cả bọn Văn Mẫn rồi cùng đi đến bên hòm gỗ tử đàn, rút ra 9 viên sáp cuối cùng. Lúc này trên đại điện, chúng đệ tử đang nhao nhao xem viên sáp. Các vị trưởng lão thủ tọa ngồi ghế trên thì cũng bất giác căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm về đệ tử của mình, mong chúng rút được cái thăm tốt. Nếu rơi vào thăm số 1, tất nhiên lại càng tốt nữa. Dường như cảm ứng được tâm trạng của các vị sư trưởng, bọn đệ tử dưới sảnh cũng nhao nhao sướng lên: "À, ta 26, ta số 33, ý, người số bao nhiêu? Ồ, ta số 47, không biết đối thủ số này là bao nhiêu nhỉ, để tính xem." Bọn đệ tử díu gian rất lâu, nhưng chẳng có ai nói được là mình rốt thăm được số 1 quý báu. Thương Tùng đạo nhân chau mày, ho lên 2 tiếng, rồi cất giọng sang sảng hỏi: "Là ai bắt được thăm số 1 đấy?"
tiếng của ông ta vang vọng, nhất thời đã át đi mọi âm thanh khác. Đại điện tức khắc lặng thinh. Giữa đám đông chợt có một tiếng nhỏ xíu, lẫn với chút dè dặt kinh ngạc, tựa hồ đến bản thân mình cũng chưa tin tưởng lắm, cất lên: Hồi bẩm Thương Tùng sư bá, là con. Mọi người nhất tề ngó nhìn, bất giác ngạc nhiên. Chỉ thấy giữa đám đông, tay thì đang giơ một mảnh giấy, người thì đờ đẫn đứng tại chỗ, ánh mắt thì liếc về phía Điền Bất Dịch, miệng vừa nhút nhát cất lời: đó là Trương Tiểu Phàm. Kết thúc chương thứ 19. Chu Tiên, chương 20, Ma Tung. Người đọc: Bá Tiến. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào gã đệ tử của Đại Trúc Phong, vốn rất mờ nhạt. Điền Bất Dịch và Tô Như nhìn nhau, Tô Như mỉm cười, khẽ gật đầu. Đám đệ tử Đại Trúc Phong đều vui mừng hớn hở, xúm xít cả lại. Lữ Đại Tín vỗ mạnh lên vai của Trương Tiểu Phàm cười bảo: xú tiểu tử, chẳng ngờ số đệ may như vậy. Trương Tiểu Phàm gãi đầu, thè lưỡi, trong lòng sự kinh ngạc ban đầu đã trở thành nỗi vui mừng. Đô Tất Thư ở một bên đột nhiên tấm tức vỗ đầu nói: sớm biết ban nãy ai là người rút chúng thăm số 1 thì ta đã đánh cược rồi. Hay, đúng là sơ suất quá, đáng chết, đáng tiếc. Thôi thôi, Điền Ninh Nhi gắt lên với y, rồi ngoảnh đầu lại bảo Trương Tiểu Phàm: Tiểu Phàm, đằng nào đệ vào vòng 2 thì cũng chẳng để làm gì, hay là cho ta cái thăm này đi. Trương Tiểu Phàm chẳng ngờ sư tỷ lại nói như vậy, hắn đờ ra một lát rồi bảo: ừ, vừa đưa mảnh giấy có ghi số 1 ra. Tống đại nhân hơi biến sắc, nhìn xung quanh rồi thấp giọng bảo: tiểu sư muội, đừng làm bậy. Điền Ninh Nhi phì cười, tươi như hoa đào, khuôn mặt ngọc hồng hồng ửng lên. Cô ta thỏ ngón tay trắng như ngó cần di nhẹ lên trán của Trương Tiểu Phàm bảo: ngốc à, ta đùa với đệ thế thôi. Trương Tiểu Phàm chớp chớp mắt rồi cũng bật cười. Ở chỗ của các trưởng lão, Thương Tùng đạo nhân cau mày, lát sau cất tiếng sang sảng nói: được rồi, đã rút thăm xong, chút nữa các đệ tử hãy đến chỗ của ta báo danh theo số thăm. Khi kết quả dán lên bảng, mọi người sẽ biết ai là đối thủ của mình. Bây giờ mời trưởng môn sư huynh có lời. Đám đệ tử vốn đang huyên náo, vừa nghe nói Đạo Huyền chân nhân sẽ có lời, đều yên tĩnh lại. Đạo Huyền chân nhân đứng lên khỏi chỗ ngồi, chậm rãi bước đến trước mặt của mọi người, ánh mắt đưa khắp lượt các đệ tử rồi cất tiếng: các con đều là tinh hoa trong thế hệ trẻ của Thanh Vân Môn, có tư chất, có tài năng, trong tương lai thủ tọa trưởng lão của các chi phái, kể cả vị trí trưởng môn ta đang nắm đây, đều có khả năng là sẽ do những người xuất sắc trong các con đảm nhận. Đám đệ tử Thanh Vân Môn khẽ co mình, nhiều người lắng nghe rất chăm chú. Đạo Huyền chân nhân mỉm một nụ cười ôn hòa rồi nói: đương nhiên, để đến được mức đó, để ngồi vào được chỗ của các chủ tọa trưởng lão sau lưng ta đây, các con phải cố gắng hết sức. Mọi người đồng thanh đáp: vâng. Đạo Huyền chân nhân vuốt chòm râu dài, khẽ gật đầu, nghiêm trang nói: Thanh Vân Môn chúng ta, từ khi Thanh Vân Tổ Sư bắt đầu lập phái, luôn luôn là một danh môn chính đạo, hiện đã trở thành lãnh tụ chính đạo tu chân trên thế gian. Thiên hạ ngày nay, chính đạo hưng thịnh, tà ma tránh lui, thế nhân an hưởng thái bình. Nhưng những dư nghiệt của ma đạo gian hiểm tàn độc, không nguôi giá tâm, mấy năm gần đây lại ngo ngoe ngóc đầu dậy. Giữa lúc như thế, càng cần chúng ta giữ đạo, trừ gian. Vì vậy các con phải chu tâm luyện đạo, kiên định tâm trí. Chỉ cần chúng ta kiên cường đứng vững thì tà ma ngoại đạo sẽ không còn chỗ để ẩn náu. Chúng đệ tử đáp lớn: xin tuân lời trưởng môn giáo huấn. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười bảo: tốt tốt. Còn một việc nữa, ta nay tuyên bố, để cổ vũ đệ tử Thanh Vân Môn ra sức hướng về đạo, kiên trí tu hành, ta cùng các vị thủ tọa trưởng lão thương nghị,
đã quyết định là từ kỳ thất mạch hội võ này trở đi, sau mỗi lần đại thi kết thúc sẽ tặng cho các ngươi, người thắng cuộc cuối cùng một giải thưởng. Đệ tử Thanh Vân Môn lại một phen xôn xao. Đạo Huyền chân nhân nhìn các đệ tử trẻ trung, mỉm cười nói, giải thưởng lần này chính là lục hợp kính. Cái gì? Trương Tiểu Phàm ngây ra, chưa từng nghe đến vật này. Hắn không nén được nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Điền Linh Nhi, Đỗ Tất Thư và mấy người kia cứ lơ nga lơ ngơ. Đệ tử của các chi phái khác xung quanh dường như cũng không rõ lắm. Nhưng những người nhập môn đã khá lâu như bọn Tề Hạo, Tống Đại Nhân, Văn Mẫn thì biến sắc, trên mặt lộ vẻ kích động và chăm chú. Bọn Điền Linh Nhi lúc này cũng để ý đến mấy người giống như là đại sư huynh, hình như có biết chút gì đó, bèn nhoài sang khẽ khẽ hỏi, đại sư huynh, lục hợp kính là cái gì vậy? Tống Đại Nhân thấp giọng đáp, lục hợp kính là pháp bảo truyền từ đời lục hợp kính là pháp bảo truyền từ tổ sư đời thứ 10 Vô Phương Tử chân nhân. Hình dáng cụ thể của nó thì ta cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng trước đây đã nghe nói sư phụ bảo đó là một trong các kỳ chân của bản môn, uy lực cực lớn. Điều kỳ diệu là chỉ cần người khu dụng nó linh lực đủ mạnh, lục hợp kính có thể dội ngược lại tất cả mọi sự công kích, đưa chủ nhân của nó vào cái thế bất bại. Mọi người nghe xong há hốc miệng, Đỗ Tất Thư thì lắp ba lắp bắp, vậy chẳng phải sẽ trở thành vô địch thiên hạ hay sao? Tống Đại Nhân nhún vai đáp, ta nào đã thấy cụ thể nó ra làm sao, có điều sư phụ nói tất không thể sai được. Lần này y liếc nhìn Đạo Huyền chân nhân, hạ thấp giọng, xem ra lần này trưởng môn và các sư trưởng đã bỏ vốn lớn đấy. Ai nấy trên mặt đều có vẻ kỳ dị, phần lớn còn ngấm ngầm nuốt nước bọt, xem ra trước vật quý kể cả người tu đạo cũng khó tránh động lòng phàm. Đạo Huyền chân nhân dừng một lát, mỉm cười nhìn bọn đệ tử đang nhốn nháo bàn tán, mãi mới nói tiếp, được rồi, đại thể là như thế, các con về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai thất mạch hội võ bắt đầu thi đấu. Đệ tử Thanh Vân Môn cùng hành lễ đồng thanh nói, vâng, trưởng môn chân nhân. Đạo Huyền chân nhân gật đầu, các con đi đi. Chúng đệ tử dần dần lui ra, đại diện chỉ còn thủ tọa của 7 chi phái và mười mấy vị trưởng lão. Đạo Huyền chân nhân quay đầu lại, cười với đám trưởng lão, các vị sư huynh cũng về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu, còn cần các vị nhọc sức nhiều. Mấy trưởng lão, người thì tóc bạc phơ, mặt mày thì nhăn nheo, người thì trông còn rất trẻ trung nhờ có thuật tụ nhan. Lúc này nghe nói Đạo Huyền chân nhân, không ai nói thêm gì nữa, đều lần lượt đi ra. Cuối cùng Ngọc Thanh Điện chỉ còn lại 7 vị thủ tọa. Đạo Huyền chân nhân từ từ thu lại nụ cười điềm đạm gắn trên mặt của ông ta từ nãy tới giờ, ánh mắt quét suốt một lượt 6 người kia đang ngồi trên ghế, lạnh lùng bảo, được rồi, bây giờ chỉ còn 7 người chúng ta. Thương Chính Lương, thủ tọa của Chiêu Dương Phong, đang ngồi phía bên phải khẽ cau mày, trưởng môn sư huynh có điều gì cần nói với cả bọn đệ chăng? Đạo Huyền chân nhân gật đầu, nét mặt không lộ vẻ gì, chậm rãi bảo, ta vừa đi xem xét linh tôn. Lời nói vừa ra, ai nấy đều biến sắc. Xuống dưới bậc thềm, chúng đệ tử từ khi đi qua đầm nước xanh biếc vẫn run run. Có điều lần này Thủy Kỳ Lân ngủ rất yên lành, không có động tĩnh gì cả. Qua khỏi Hồng Kiều là quay trở về Vân Hải. Quảng trường rộng lớn đẹp như tiên cảnh. Lâm Kinh Vũ nói mấy câu với cả Trương Tiểu Phàm, rồi đến nhập bọn với đám đệ tử của Long Thủ Phong. Trương Tiểu Phàm nhìn gã đi xa, mới quay lại với mấy người trong Đại Trúc Phong. Thấy Tống Đại Nhân đang dặn vài điều cần chú ý và tình hình của nơi ở trong hội võ, Trương Tiểu Phàm nghe một lúc, thốt nhiên nhớ lại chuyện gì, thất thanh kêu lên, ôi chà, chết rồi. Mọi người lạnh toát người thất kinh. Điền Ninh Nhi đứng ngay bên mình của hắn, lạ lùng hỏi, Tiểu Phàm sao vậy? Trương Tiểu Phàm ngó bốn phương xung quanh, vội vã nói, đệ ban nãy chỉ mải nói chuyện với Kinh Vũ, quên bẵng mất Tiểu Hôi, giờ không biết nó chạy đi đâu rồi.
Mọi người lúc này mới nhớ, quả nhiên chẳng ai chú ý đến tung tích của con khỉ lông xám, bèn nhốn nháo tá hỏa bốn phía tìm kiếm. Chỉ thấy mây trắng bồng bềnh, đệ tử của các chi phái đã tản đi hết, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Tiểu Hôi đâu cả. Trương Tiểu Phàm lo lắng, hai năm nay kể từ ngày đưa Tiểu Hôi rời U Cốc về, lúc nào cũng một người một khỉ. Đợt sau này thì có thêm cả con chó vàng Đại Hoàng ở cùng một nơi, tình cảm rất sâu sắc. Thấy Thông Thiên Phong cao ngập chân mây, rộng rãi nên chẳng biết đi đâu là cùng. Chẳng may Tiểu Hôi chạy đi mót quả dại ăn thì làm sao mà tìm thấy nó. Ai nấy trông theo bất giác phì cười. Tiểu Hôi đang chễm chệ trên lưng của con chó Đại Hoàng, miệng kêu chí chí, vung tay chỉ về phía của Trương Tiểu Phàm. Còn Đại Hoàng đang nín khe chạy tới, mõm thì ngậm một khúc sườn không biết moi từ đâu ra. Qua một lúc lâu, Đại Hoàng cõng Tiểu Hôi chạy tới nơi. Tiểu Hôi lọ mọ treo lên vai của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm liền vò đầu nó, làm vẻ giận mà mắng: "Mày chạy đi đâu vậy?" Tiểu Hôi chẳng hề sợ sệt, nó cười hi hi, chỉ vào Đại Hoàng đang phục xuống đất gặm cục sườn, vừa kêu chí chí, vừa hoa tay múa chân miêu tả. Trương Tiểu Phàm ngó một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Khúc sườn lấy ở đâu ra?" Tiểu Hôi nghe hỏi, bèn miêu tả thêm một hồi, lại trỏ về phía cuối quảng trường. Trương Tiểu Phàm nhìn Tống Đại Nhân, chỉ thấy Tống Đại Nhân liếc nhanh bốn phía xung quanh, nét mặt hơi có vẻ lúng túng và buồn cười, rồi hạ thấp giọng khẽ bảo: "Chỗ đó là nhà bếp ăn cơm của đệ tử chi phái chính." Mọi người sững người, rồi cùng bật cười, lắc đầu. Tống Đại Nhân dẫn mọi người đi sang chỗ khác: "Chúng ta cùng đi về nhà khách nghỉ đi." "Phải rồi, Tiểu sư muội, muội là con gái, xếp cho muội ở cùng các vị sư muội bên Tiểu Trúc Phong đấy, không có ý kiến gì chứ?" Điền Linh Nhi lắc đầu: "Muội vốn còn muốn chuyện trò với cả Văn Mẫn tỷ tỷ, rồi còn nói tốt giúp đại sư huynh thêm vài câu." Mọi người phá lên cười, Tống Đại Nhân thì đỏ cả mặt, làm ra vẻ không nghe thấy, sải bước thật rộng. Đằng sau ai nấy cười nói mãi. Trương Tiểu Phàm đi cuối cùng, không dự phần mà cứ trọn mắt nhìn con khỉ đang ngồi trên vai. "Con khỉ chết tiệt, sau này mà cứ chạy đi làm trò trộm cắp để xem tao trị mày thế nào." Tiểu Hôi kêu chi chi mấy tiếng, quắc miệng ra cười, chẳng biết nghe có hiểu không, nhưng vẫn ghi nhớ lời của Trương Tiểu Phàm vào trong lòng. Trương Tiểu Phàm mắng mỏ thêm vài câu, đi lên phía trước được mấy bước lại nhớ ra điều gì, bèn ngoái đầu lại quát to: "Đi mau, con chó chết bẫm kia chỉ biết ăn thôi." Đại Hoàng vẫn đang nằm trên mặt đất gặm khúc sườn, mãi mới ngẩng đầu được lên. Thấy mọi người đã đi xa, nó bèn nhổm dậy ngoạm khúc sườn vừa gặm được một nửa, rồi uể oải chạy theo. Trên Ngọc Thanh Điện, nơi thủ tọa của bảy chi phái đang tụ họp, lúc này ai nấy đều hướng sự chú ý vào Đạo Huyền chân nhân. Thiên Vân đạo nhân, thủ tọa của Lạc Hà Phong, đứng lên đầu tiên để hỏi: "Trưởng môn sư huynh, Thế huynh có nhận ra linh tôn vừa rồi rốt cục là bị làm sao không?" Đạo Huyền chân nhân thở dài, chậm rãi đáp: "Ta đã xem kỹ rồi, linh tôn chẳng hề có gì khác lạ cả." "Sao cơ?" "Sao cơ?" Trên mặt của các vị thủ tọa đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo Huyền chân nhân nhìn các đệ đồng môn rồi bảo: "Thực ra là ta đã quan sát nhiều lần, linh tôn hoàn toàn bình thường, không thể hiểu cơn đại nộ đột nhiên nổi lên rồi sao lại tan biến đi nhanh như thế." Điền Bất Dịch trầm ngâm một lát rồi nói: "Đệ thấy mục tiêu công kích của linh tôn dường như là đám đệ tử trẻ tuổi kia, lẽ nào có người chọc giận nó?" Thủy Nguyệt đại sư, thủ tọa của Tiểu Trúc Phong, liền bảo: "Không thể nào, nếu quả thực là đệ tử chọc giận linh tôn, sao nó lại tự nhiên bỏ dở không công kích nữa?" Thủy Nguyệt tướng mạo đẹp đẽ nhưng giọng thì lạnh như băng, phảng phất có chút hàn khí. Điền Bất Dịch nhìn bà ta rồi ngậm miệng không nói nữa. Đạo Huyền chân nhân lắc đầu: "Linh tôn là linh thú thượng cổ, vốn dĩ thông linh, ngàn năm nay chưa từng xảy ra tình huống bất thường đột ngột như vậy, bên trong nhất định là có nguyên nhân." Tăng Thúc Thường, thủ tọa của Phong Ngồi Phong, ngồi bên trái, tóc mai bạc trắng, nhìn có vẻ già nua nhất trong bảy người, cất tiếng hỏi: "Phải chăng trong lòng trưởng môn sư huynh đang có định luận?" Đạo Huyền chân nhân thở nhẹ nói: "Chẳng giấu gì các vị,
ta cũng vào đầu bứt tai đối với chuyện này. Nhưng Linh Tôn là linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn, vai trò của nó rất quan trọng. Ta vốn muốn dùng một phương pháp bí truyền là thông linh thuật để cứu xét, không ngờ... Nói tới đây, Đạo Huyền chân nhân đột ngột ngừng lại. Mọi người đang nghe, cho thấy ông ta không nói nữa. Điền Bất Dịch là người đầu tiên cất tiếng truy vấn. Trưởng môn sư huynh, sao thế? Đạo Huyền chân nhân lộ vẻ lúng túng nói, thông linh thuật là một tiểu xảo bàng môn, dùng nó có thể giao tiếp được với Linh Tôn. Không ngờ lúc ta định sử dụng cách ấy, Linh Tôn lại ngủ mất rồi, chẳng thể nào chi thiển được. Mọi người im phăng phắc. Đạo Huyền chân nhân ho khan mấy tiếng rồi nghiêm chỉnh nói, việc này không phải lo, đợi Linh Tôn tỉnh dậy, chúng ta sẽ bàn bạc cho kỹ. Trước mắt có một chuyện ta muốn cùng các vị sư huynh thương nghị. Mọi người nhìn Đạo Huyền chân nhân vẻ mặt nghiêm túc, xem ra không phải là chuyện nhỏ, đều thu nét cười, sửa tư thế lại cho ngay ngắn. Đạo Huyền chân nhân trở về chỗ ngồi, trầm ngâm một lúc rồi nói, Các vị có biết khoảng 3.000 dặm về phía đông có một ngọn núi gọi là Không Tang Sơn? Ai nấy ngẩn ra. Thương Tùng đạo nhân là người đầu tiên định thần lại, cất tiếng hỏi, Không Tang Sơn mà trưởng môn sư huynh nhắc đến, phải chăng là nơi có vạn bức cổ quật? Đạo Huyền chân nhân gật đầu đáp, đúng. Tăng Thúc Thường cau mày, nghe nói vạn bức cổ quật là một cái hang tự nhiên rất lớn, ăn xuống lòng đất, sâu không thể đo lường, trong ấy lạnh lẽo âm u, chỉ toàn là rơi, dễ phải đến hàng triệu con. Nơi cằn cỗi như vậy sao sư huynh bỗng dưng lại nhắc tới? Đạo Huyền chân nhân chậm rãi đáp, các vị có chỗ chưa rõ lắm. Vạn bức cổ quật này tưởng rằng không có người và vật nào lai vãng, nhưng trước đây lại chính là một cứ điểm quan trọng của ma giáo. Hang sâu lạnh lẽo ẩm ướt ấy vừa hay là nơi thích hợp để bọn tà ma ngoại đạo tu luyện yêu pháp, sau đó bị nhân sĩ chính đạo chúng ta bao vây diệt trừ, nghiệt chứng ma giáo thất bại bỏ chạy, nơi này dần dần hoang phế trở lại. Thủy Nguyệt đại sư lạnh lùng hỏi, lúc này trưởng môn sư huynh tự dưng nhắc đến, vậy là ý gì? Thủy Nguyệt nói năng với Đạo Huyền chân nhân như vậy, thái độ thì hơi thiếu chút thân thiện, nhưng những người ngồi ở đây thì đều đã biết tính của Thủy Nguyệt đại sư. Đạo Huyền chân nhân cũng chẳng để ý, lại thở dài bảo, Thủy Nguyệt sư muội không biết đâu, nửa năm về trước ta nhận được truyền thư của Phần Hương Cốc, nói là gần đây ở vùng phụ cận của vạn bức cổ quật hình như lại có dư nghiệt của ma giáo hoạt động trở lại. Phần Hương Cốc hỏi ý kiến của chúng ta, ta cân nhắc rồi bèn lệnh cho nhị sư đồ Tiêu Giật Tài đi Không Tang Sơn để trà xét. Thương Chính Lương của Triều Dương Phong nghe rồi cười bảo, thế thì tốt quá, Tiêu Giật Tài sư đệ giỏi giang hơn người, tu hành tinh thâm, thực là nhân vật xuất chúng trong Thanh Vân Môn. Kỳ đại thi Thất Bạch Hội võ trước thì đã giành được vòng nguyệt quế, có y đi còn gì mà không làm được nữa. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười nói, Thương sư huynh quá khen, Giật Tài đi Không Tang Sơn mấy tháng sau gửi thư về, nói rằng đã phát hiện ra đúng là có người của ma giáo hoạt động ở vùng phụ cận vạn bức cổ quật, mục đích của bọn chúng thật khủng khiếp. Mọi người giật mình. Tăng Thúc Thường hỏi, sao? Đạo Huyền chân nhân sắc diện trầm tĩnh, không lộ vẻ gì, đáp, nghe Giật Tài nói y đã bắt giữ được một môn đồ của ma giáo, ép hắn cung khai. Thì ra 800 năm về trước, vạn bước cổ quật là tổng bộ chi phái của Luyện Huyết Đường của ma giáo. Lúc ấy Luyện Huyết Đường rất mạnh, là một trong ngũ đại thế lực của ma giáo. Nhưng sau khi bị lớp tiền bối chính đạo chúng ta dẹp tan thì kiệt quệ không chấn hưng được nữa, vạn bức cổ quật cũng trở nên hoang phế. Nhưng chẳng biết tại sao mấy năm gần đây Luyện Huyết Đường suy vi lâu nay dường như đang ngóc đầu dậy trở lại. Tương truyền năm xưa trong đại chiến vạn bức cổ quật, tuy những kẻ chủ chốt của Luyện Huyết Đường đều đã bị giết chết dưới kiếm sĩ của nhân sĩ chính đạo chúng ta, nhưng trong vạn bức cổ quật vẫn còn một động báu vật chứa rất nhiều kỳ chân dị bảo, yêu thư, tà quyển chưa ai phát hiện ra. Nghe tới đây, mọi người đều đã hiểu rõ. Thương Tùng đạo nhân cười lạnh nói, tà ma oai đạo, si tâm vọng tưởng. Đạo Huyền chân nhân lắc đầu, khoan bàn xem tin tức này thật hay giả. Theo như ta biết, sau trận chiến 800 năm trước,
nhân sĩ chính đạo quả thực chưa hề phát hiện ra một động bảo khố nào trong vạn bức cổ quật cả. Nhưng cái khác thì thôi, nhưng nếu đúng là có một động như vậy, e rằng trong đó sẽ chứa một vài đại hung mà chúng ta không thể không đề phòng. Mọi người đều hướng về Đạo Huyền chân nhân. Thiên Vân đạo nhân hỏi: "Sư huynh, huynh rút cụm là nhắc đến vật đại hung nào, có khẩn thiết không?" Đạo Huyền chân nhân nhìn khắp một lượt, trầm giọng đáp: "Phệ huyết châu." Mọi người dùng mình biến sắc. Thương Tùng đạo nhân kinh ngạc hỏi: "Hung vật này chẳng phải đã biến mất sau khi Hắc Tâm lão nhân chết rồi sao?" Đạo Huyền chân nhân lắc đầu đáp: "Không, Hắc Tâm lão nhân tuy chết, nhưng Phệ huyết châu chưa chắc là không còn trên thế gian. Vật hung sát như vậy, những kẻ kém cỏi tầm thường thì không thể nắm giữ được. Yêu nhân ma giáo tu luyện chưa đủ, thu lấy nó đem cất đi rồi cũng chưa biết chừng. Hắc Tâm lão nhân vốn xuất thân từ luyện huyết đường, theo ta ước đoán, có khả năng là Phệ huyết châu vẫn còn trong mật động." Mọi người nghe Đạo Huyền chân nhân nói một hồi, nhất thời đều lặng lẽ. Lâu lắm, lại chính là Thủy Nguyệt đại sư lạnh lẽo mở lời: "Thế ý của trưởng môn sư huynh sao?" Đạo Huyền chân nhân nói: "Ta nhận được thư của Giật Tài rồi, bèn thông báo cho Phần Hưng Cốc và Thiên Âm Tự. Không lâu sau thì hai đại môn phái này cũng gửi phúc đáp, nói là sẽ phái những đệ tử đắc ý đi Không Tang Sơn để ngăn chặn bọn ác đồ ma giáo trừ gian, duy trì chính đạo." Điền Bất Dịch cau mày nói: "Ý của trưởng môn sư huynh như vậy là..." Đạo Huyền chân nhân mỉm cười: "Thực ra đây cũng là một cơ hội trải nghiệm hiếm có. Nhân tài trẻ tuổi trong Thanh Vân môn chúng ta tuy nhiều, nhưng đa số đều chưa từng ra ngoài tu luyện. Mấy năm nay thiên hạ an định, không có va chạm gì với ma giáo yêu nhân. Nhân dịp Thất Mạch hội võ lần này, ta định phái 4 đệ tử đứng đầu đi lên Không Tang Sơn. Một mặt là ngăn chặn ma giáo hành động ngang ngược, một mặt cũng là để cọ sát, mở mang kiến thức." Mà ông ta thu nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm trang tiếp: "Và ta nghe nói trong 100 năm trở lại đây, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc đều đào tạo ra những đệ tử kiệt xuất, có thiên tư. Chúng ta thì cứ ngồi lì ra mà nhìn, e là sau này khó mà nắm giữ được địa vị lãnh tụ của chính đạo. Nếu như vậy, Đạo Huyền ta thật không còn mặt mũi nào để đi gặp Liệt Tổ đại sư nữa." Đạo Huyền ta thật không còn mặt mũi nào đi gặp Liệt Đại Tổ sư nữa. Mọi người đều gật đầu. Thương Tùng đạo nhân nói: "Trưởng môn sư huynh nhìn xa trông rộng, nói rất phải." Đạo Huyền nhìn các thủ tọa nói: "Như vậy các vị đều không có ý kiến gì chứ?" Mọi người đều gật đầu tán đồng. Đạo Huyền chân nhân nói: "Được, quyết định như thế đi. Trong Ngọc Thánh Điện đã sắp xếp nơi nghỉ cho các vị sư huynh rồi, mời các vị đi nghỉ sớm." Nói đoạn, ông ta vỗ tay 3 tiếng, ngoài cửa có mấy đạo đồng bước ngay vào: "Các ngươi hãy dẫn chư vị thủ tọa về phòng nghỉ ngơi." Bọn đạo đồng ứng tiếng bước lên, các thủ tọa đều đứng cả dậy, hướng về phía Đạo Huyền chân nhân hành lễ rồi theo chúng đi ra. Chú thích: ma, ma quỷ, còn tung là tung tích, ma tung là tung tích của ma quỷ. Không Tang Sơn xuất xứ từ Sơn Khải Kinh, quyển 4 Đông Sơn Kinh viết rằng: "Không Tang Chi Sơn, Bắc Lâm Thực Thủy, Động Vọng Tự Ngô, Nam Vọng Sa Lăng, Tây Vọng Mẫn Trạch." Chu Tiên, chương 21, đêm đen. Người đọc: Bá Tiến. Thất Mạch hội võ là sự kiện lớn của Thanh Vân môn, một giáp mới được tổ chức một lần. Thông Thiên Phong thoát cái có đến mấy trăm người, chuyện nơi ở tất nhiên trở nên rất căng. Đệ tử Đại Trúc Phong muốn được sống trong cảnh tiêu dao, mỗi người một phòng như ở bên nhà mình, quả thực đúng là vọng tưởng. Ngoài Điền Ninh Nhi đến ở chung với đám con gái Tiểu Trúc Phong, thì Tống đại nhân trở xuống cả thầy 7 nam đệ tử đều chen chúc vào một phòng. Thông Thiên Phong từ xưa tới nay
vốn sắp xếp 4 người một phòng, lúc này trải thêm 3 cái đệm, cố gắng cũng nhét được vào người. Nhưng chật chội là điều không thể tránh khỏi. Thành ra, có người lớn tiếng oán thán. Đúng là, suốt ngày nói chi phái chính tốt thế nào, bây giờ lại đem nhồi 7 người chúng ta vào một phòng, đúng là keo kiệt mà. Lão Lục, đệ đừng than vãn đi, nếu để các sư huynh đệ chi nha chính nghe được thì không hay đâu. Nhị sư huynh, huynh ngủ trên giường thì tất nhiên là thoải mái dễ chịu, sao chẳng nhìn sư đệ nằm dưới đất lạnh giá này, hay là ta đổi chỗ đi. Khò khò khò, không phải chứ, thoáng một cái đã ngủ rồi, lại còn ngáy nữa. Khò khò, hả? Tứ sư huynh, huynh từ xưa tới nay anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào sảng. Khò khò, làm cái trò gì vậy? Lúc này hình như rất thịnh hành cái lối đặt mình là ngủ ngay. Ý, đại sư huynh, tấm lòng lương thiện, sao nỡ nhìn đệ. Khò khò, huynh, tam sư huynh. Khò tiếp, dầm, dầm dầm dầm. Mọi người giật mình, bên kia vách đột nhiên rội thình thình, rồi có người giận dữ hét lên. Ôi, bọn đại trúc phòng các ngươi, tối đi ngủ sao lại ngáy ầm ĩ như vậy? Trong phòng tức thì im lặng như tờ. Mãi lâu sau, chẳng biết là có ai khe khẽ bật cười. Lại một lúc nữa, âm thanh ban nãy thình lình cất lên, như nhớ ra điều gì. À, ngũ sư huynh. Huynh huynh cái gì mà huynh, ta ngủ ngay bên cạnh đệ đây này, cũng trên mặt đất đây này, muốn đổi chỗ phải không? Nào, đổi không? Chẳng có gì cả. Ôi, cái đệm này lạnh băng cũng đành, nhưng nó ngắn một mẩu như vậy, ngủ chẳng thoải mái gì hết. Xem ra tiểu sư đệ vẫn dễ chịu nhất, thân mình vừa vặn. Lục sư huynh, huynh nhắm mắt nói chuyện đấy à? Chẳng thấy đệ bên này còn có cả một con chó to, lại một con khỉ tranh giành chăn đệm hay sao? Chật chội nhất là đệ đấy, huynh còn nói gì? Có điều ta vẫn... Im đi lão Lục, mấy người phòng đồng thanh kêu lên. Rất nhiều đệ tử lên thông thiên phong lần này là lần đầu. Trời tối rồi họ vẫn còn ra ngoài tản bộ, ngắm nghía cảnh vật một cách ngạc nhiên, thích thú và tò mò. Nhưng về khuya, ai nấy đều trở lại phòng ngủ. Khi bóng đêm dần buông, vầng trăng lạnh hiện ra trên vòm trời, rải ánh sáng xanh xuống ngọn núi cao ngập chân mây. Trương Tiểu Phàm đang ngủ rất say, trong lúc mơ mơ màng màng, bỗng dưng có cái gì đó đụng vào mình. Hắn kèm nhèm mở mắt ngái ngủ. Tiểu Hôi và Đại Hoàng đã biến mất từ rất lâu. Hắn nhòm hẳn dậy nhìn xung quanh, thấy cái bóng vàng của Đại Hoàng vừa ngoặt khỏi nơi bậu cửa, trên lưng cõng một cái bóng mờ mờ, chắc là Tiểu Hôi. Trương Tiểu Phàm lấy làm lạ, khuya khoắt thế này rồi, con chó với con khỉ lại còn đi đâu? Hắn bèn rón rén bò dậy, quáng quàng mặc quần áo, bước lại bên bậu cửa. Chỉ thấy ánh trăng thanh lạnh, Đại Hoàng đang cõng Tiểu Hôi chạy phăn phăn về phía Vân Hải. Trương Tiểu Phàm nhìn theo hướng chúng chạy, nghĩ ngợi một lúc, rồi nhớ ra sáng nay Tống Đại Nhân bảo mình nơi đó là nhà bếp của Thông Thiên Phong. Hắn vừa tức vừa buồn cười. Đại Hoàng chẳng biết đã được Điền Mất Dịch nuôi mấy trăm năm, cũng coi như là một con chó lên bậc lão làng, ai ngờ vẫn còn tham ăn như vậy. Hắn định mặc kệ quay lại ngủ tiếp, nhưng sực nghĩ ra, chẳng may có ai đó trông thấy con chó với con khỉ của Đại Trúc Phong đang ăn trộm đồ thì thật khó coi lắm, phải lùa chúng về mới được. Hắn trong lòng đã quyết, bèn ngước mắt nhìn, thấy Đại Hoàng và Tiểu Hôi lúc này chỉ còn là một cái bóng lờ mờ, bèn vội vã đuổi theo. Hắn chạy khẽ khàng, e làm kinh động đến đồng môn ở các phòng khác. Tới Vân Hải rộng rãi mênh mang, đã chẳng thấy Đại Hoàng và Tiểu Hôi đâu nữa. Chỉ thấy giữa ánh trăng lạnh, mây bồng bềnh trôi nổi như sương như khói, đẹp không tả xiết. Hắn ngắm một lúc, sau chẳng còn tâm tư để ngắm tiếp nữa, ngoảnh đầu ngó nhìn bốn phía, rồi nhắm hướng nhà bếp mà chạy đi. Đột nhiên tim hắn nhảy đánh thót. Mãi nơi xa của Vân Hải, ở một hướng khác với hướng của nhà bếp, trong đám mây trắng phiêu diêu lờ mờ một bóng hình yểu điệu, dường như người đó đang đi về phía Hồng Kiều. Trương Tiểu Phàm cứ trông theo sững sờ, cho dù khoảng cách rất xa, nhưng bóng dáng ấy đã in sâu trong lòng của hắn. Hắn vừa nhìn là nhận ra ngay sư tỷ Điển Linh Nhi. Đêm
khuya như thế này, nàng tại sao lại một mình ra ngoài, rồi muốn đi đâu vậy? Trương Tiểu Phàm đứng ngây ra tại chỗ, nhất thời chẳng biết nên làm thế nào, chỉ cảm thấy trong đầu trăm ngàn ý nghĩ dồn dập đến, lòng rối như tơ vò, rồi cũng hơi hơi đoán ra, nhưng trái tim lại không chịu thừa nhận. Hắn quay đầu, mắt trông về hướng nhà bếp mà Đại Hoàng và Tiểu Hôi vừa chạy đi, dằn lòng bước theo hướng ấy, rồi tự nhủ với mình rằng: Trương Tiểu Phàm, người bớt quan tâm đến chuyện của người khác đi, bớt quan tâm đến chuyện người khác đi. Cứ như thế đi được 7 bước, ánh trăng như nước rọi xuống thân mình của gã thiếu niên cô đơn. Hắn dừng lại ngửa mặt nhìn, chỉ thấy một vầng trăng lạnh treo bên trời. Miệng hắn mấp máy, giây lát sau hắn quay phát mình, nghiến chặt răng lao theo hướng vừa khuất bóng người. Trăng soi trên mình của hắn đang chảy có chút dịu dàng thê lương. Một lúc sau, bóng của Điền Ninh Nhi đã biến khỏi Vân Hải, nhưng Tiểu Phàm vẫn chẳng ngó đến nơi nào khác, cứ một mạch nhắm hướng Hồng Kiều mà chạy. Rất nhanh hắn lên đến nơi, gió núi thổi tới, nước hai bên cầu tuôn đầm đìa, phản chiếu ánh trăng đẹp lạnh lẽo. Nhưng Trương Tiểu Phàm không hề chú ý, cứ chạy hết tốc lực, chạy 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 mãi. Chạy qua Hồng Kiều vẫn chẳng nhìn thấy Điền Ninh Nhi đâu cả. Mãi đến lúc xuống khỏi nhịp cầu, hắn mới dừng lại. Dưới ánh trăng thanh lạnh, đầm nước biếc sáng rực rỡ như ban ngày, và một hình bóng yêu kiều đang đứng cạnh bờ, chăm chú ngắm mặt nước gợn sóng lăn tăn, ngẩn ngơ xuất thần. Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát sợ, một nỗi sợ không sao diễn tả thành lời, chỉ biết tuyệt đối không thể để sư tỷ phát hiện. Hắn đảo mắt nhìn khắp xung quanh, thấy bên tay phải, nơi gần Hồng Kiều, có một lùm cây nhỏ, bèn khẽ khàng đi tới, ẩn mình vào đó, rồi từ trong bóng tối âm thầm len lén quan sát Điền Linh Nhi. Một khoảnh khắc mà như là vĩnh viễn. Dưới ánh trăng, bên đầm nước biếc, cô gái trẻ hơi âu sầu, hơi mong ngóng, cặp mày rủ thấp, ánh mắt thì thấp thoáng một làn sáng ảm đạm, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Gió núi hiu hiu lướt qua mặt nước, lướt qua bên mình nàng, cũng nín cả thở, im cả tiếng, nhẹ nhẹ lùa vào vạt áo và mớ tóc đẹp của nàng, mơn lên làn da mịn màng như tuyết. Từ đáy sâu tâm hồn, Trương Tiểu Phàm bỗng trào dâng một niềm dịu dàng khó nói. Có lẽ người con gái kia chính là người hắn sẽ dành cả đời để bao bọc. Dẫu vì nàng có phải chịu trăm cay nghìn đắng, hắn cũng quyết không do dự, quyết không hối hận. Giờ khắc này mong sao là mãi mãi. Linh Nhi sư muội! Bỗng nhiên một tiếng gọi từ Hồng Kiều vẳng tới. Điền Linh Nhi quay ngay người lại, ánh mắt lập tức ngập tràn đầy niềm vui, khóe miệng thì nhoẻn cười tươi tắn. Tề sư huynh, huynh đến rồi ư? Cõi lòng của Trương Tiểu Phàm hình như vỡ tan, nhưng hắn chẳng thấy đau đớn, trái tim rỗng tích, chỉ đập một nhịp. Tề sư huynh, tề sư huynh, tề sư huynh. Hắn khó nhọc quay đầu lại, thấy trên Hồng Kiều mau mắn đi tới một người, mày kiếm, mắt sáo, khí độ xuất chúng, chẳng phải Tề Hạo thì còn là ai nữa. Tề Hạo đi rất nhanh đến bên của Điền Linh Nhi, dịu dàng nói: Xin lỗi muội nhé, mấy huynh đệ chỗ ta làm lộn, mãi khuya rồi mới chịu đi ngủ, vì vậy ta đến muộn thế này khiến muội đợi lâu. Điền Linh Nhi trong lòng vốn có chút hờn trách, nhưng chẳng biết tại sao vừa trông thấy Tề Hạo, những hờn trách ấy đều tan biến cả. Nàng lắc lắc đầu mỉm cười: Không có gì, muội đến cũng chưa lâu. Rồi ngừng một lát, nàng đưa mắt liếc đầm nước bên cạnh hỏi: Nhưng sao lại hẹn gặp mặt ở nơi này? Ban ngày Linh Tôn thình lình nổi giận, đến giờ muội hãy còn sợ hãi. Tề Hạo cười đáp: Chuyện có gì đâu, ta nghe sư phụ nói Linh Tôn vẫn thường như vậy, chỉ là muốn đùa một chút với bọn đệ tử chúng ta. Hôm nay ban ngày Linh Tôn làm náo loạn lên, đến tối thì lại càng thấy yên ắng hơn, chẳng phải ư? Điền Linh Nhi đỏ mặt cúi đầu xuống. Mình nén gặp nhau như vậy không biết là có hay hay dở nhỉ? Tể Hạo ngắm khuôn mặt kiều diễm dịu dàng của nàng, nhỏ nhẹ bảo: Linh Nhi sư muội, 2 năm nay kể từ lần đầu gặp mỡ ở trên Đại Trúc Phong, ta đã không thể nào thôi niềm nhung nhớ, thôi nỗi tương tư. Đêm khuya chẳng bao giờ ngon giấc, đầu óc lúc nào cũng chỉ vấn vít mỗi hình bóng của muội.
Điền Linh Nhi bất giác mím chặt môi, mặt đỏ bừng lên, nhưng không hề tỏ vẻ giận dữ, trong lòng lần dần những ngọt ngào. Tể Hạo nói: "Linh Nhi sư muội, ta..." Điền Linh Nhi đột nhiên ngước lên: "Tể sư huynh, huynh kêu muội là Linh Nhi là được rồi." Nói tới đây, nàng chợt cúi mặt xuống thỏ thẻ: cha và mẹ muội đều kêu muội như vậy." Tể Hạo mừng rỡ, dường như còn chưa tin vào được tai của mình, e dè một lúc rồi hỏi: "Thật thế ư, Linh Nhi Điền Linh Nhi liếc y, rồi thò tay vào trong bọc áo, khẽ rút ra một cái hộp gấm, ánh mắt nhìn xuống đất. Rồi lát sau, hình như đã đủ dũng khí, nàng mới thì thầm: "Thanh Lương Châu này 2 năm nay muội chưa từng rời xa." Nàng nói xong thì không dám nhìn thẳng vào mặt Tể Hạo nữa. Chẳng ngờ mãi một lúc lâu vẫn không thấy Tể Hạo cất tiếng. Điền Linh Nhi nảy tính hiếu kỳ, bèn len lén ngước lên, chỉ thấy Tể Hạo ánh mắt ngập tràn niềm vui sướng, khuôn mặt rạng rỡ, vẻ hạnh phúc thì không sao nói hết được. Hai người nhìn nhau thật lâu, vòng tay bỗng nhiên rộng mở và họ ôm nhau. Ánh trăng lành lạnh rải xuống mình họ, rải xuống cả lùm cây kia nữa, nhưng dọi không tới những góc u tối. Chẳng biết là đã bao lâu, đôi tình nhân cứ nói chuyện nồng nàn đằm thắm, mãi cho đến khi Tể Hạo nhìn sắc trời, thấy trăng đã lùi về phương đông, mới bảo: "Linh Nhi, chẳng còn sớm sủa gì nữa, chúng ta nên về thôi. Nếu để người ta trông thấy thì không hay lắm." Điền Linh Nhi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cả hai lại nhìn nhau cùng mỉm cười. Tể Hạo nắm tay của Điền Linh Nhi, thong thả đi về phía Hồng Kiều. Dưới ánh trăng, cặp uyên ương thân mật dìu nhau một bước, một lúc sau bóng họ khuất dần trên cầu. Đêm hôm nay sắc trời thêm vẻ thê lương. Trong lùm cây, dưới bóng âm thầm, Trương Tiểu Phàm chậm chạp lê ra, thở thẫn bước đến bên đầm nước, nhìn sóng gợn lăn tăn, nhìn trăng lạnh phản chiếu dưới đáy, đang nhẹ nhẹ rung rinh theo sóng nước gập ghềnh. Bỗng dưng hắn muốn khóc, chỉ có điều hắn khóc không được. Nỗi đau đớn khó hiểu như dã thú cuồng nộ cắn xé khắp phía, làm tim hắn chỗ nào cũng hằn đầy vết thương. Nhưng hắn nghiến chặt răng, chẳng thốt một lời. Hắn mơ mơ hồ hồ nhớ lại 5 năm về trước. Lúc ấy hắn mất tất cả, ngoài Lâm Kinh Vũ bên cạnh ra, thế gian này đã hoàn toàn biến đổi. Như tối hôm nay, ngay lúc này, chỉ có hắn cô độc đối diện với chính mình. Một tiếng khe khẽ vang lên, như tiếng khịt mũi của một loài dã thú nào đó chợt vẳng lên từ sau lưng hắn. Trương Tiểu Phàm đang cơn mê man loạn vụt sực tỉnh, ngoảnh đầu lại nhìn, liền kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy Thủy Kỳ Lân, linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn, con vật khổng lồ vẫn được mọi người cũng xưng là Linh Tôn, lặng lẽ mà thình lình xuất hiện ngay sau lưng của hắn. Nó đã áp sát đến rất gần, chỉ cúi thấp đầu xuống, đôi mắt cổ cộ như dán chặt lên mình của Trương Tiểu Phàm. Không biết nó to lớn như vậy làm sao mà giữ được im lặng như thế. Cũng có thể vì Trương Tiểu Phàm lòng dạ như đã chết nên chẳng phát hiện ra sớm hơn. Tim Trương Tiểu Phàm dường như muốn vọt ra khỏi miệng. Thấy trước mắt của mình là thân hình khổng lồ như quả núi, mồm to như cái chậu máu, răng nanh dài nhọn hoắt đang lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn sợ hãi lùi liền mấy bước, chân bỗng vướng víu thì va vấp phải một hòn đá to, ngã lộn nhào ra. Khi nãy hắn chạy khỏi phòng áo quần còn xộc xệch, chỉ ăn mặc tạm thời vào người. Lúc này thì thân hình siêu vẹo, chợt nghe tang một tiếng, vật gì đó rơi xuống đất. Tiếng động lập tức lan ra trong cảnh tịch mịch, vọng trên đến mặt nước. Trương Tiểu Phàm và Thủy Kỳ Lân cùng cúi nhìn nhau, thì thấy dưới đất bên bờ đầm, giữa Trương Tiểu Phàm và Thủy Kỳ Lân, chính là thanh thiêu hỏa côn đen thùi lùi đang nằm yên lặng. Trong đôi mắt to cổ cộ của Thủy Kỳ Lân phản chiếu cả khuôn mặt xanh lét của Trương Tiểu Phàm và thanh thiêu hỏa côn xấu xí kia. Trương Tiểu Phàm thấy họng khô gian, mồ hôi díu dít nhỏ xuống, trong lòng thì gào lên chối chết: "Chạy, chạy mau." Nhưng trước mặt Thủy Kỳ Lân, mặc kệ những vọng tưởng trong lòng, hắn thấy hai chân của mình hình như chẳng phải là của mình nữa, không sao nhúc nhích nổi. Thủy Kỳ Lân thì hơi lấy làm lạ,
Hoạt Tiên ngắm kỹ Trương Tiểu Phàm, rồi sự chú ý dần dần bị hút sang Thanh Thiêu Hỏa Côn. Nó nhìn chằm chằm, ngước lên, ngó xuống, cái đầu cứ ù ù chuyển tới chuyển lui, cuối cùng cũng chẳng nhận thấy gì. Giây lát sau nó trừ trừ, rồi thò vuốt thước ra, e dè đụng vào Thanh Thiêu Hỏa Côn. Trương Tiểu Phàm đứng một bên, cứ ngây người ngó. Tuy trong lòng vẫn vô cùng khiếp sợ, nhưng tính hiếu kỳ cũng càng lúc càng nổi lên. Hắn nghĩ, linh tôn này sống mấy ngàn năm rồi mà vẫn hồ đồ, y như là con chó vàng to trên Đại Trúc Phong vậy. Trẻ thì chẳng phải trẻ, mà già cũng chẳng ra già. Nếu không thì sao lại hứng thú với cái que cời lò đấy? Móng vuốt to lớn của Thủy Kỳ Lân nhẹ nhẹ đẩy vào Thiêu Hỏa Côn, rồi lập tức lùi lại. Trông dáng điệu thì hình như là rất e dè. Thiêu Hỏa Côn bỗng động đậy, lăn đi mấy vòng, rồi nằm yên như cũ, không nhúc nhích. Trong mắt của Thủy Kỳ Lân hiện lên nỗi kinh nghi hoặc, nhưng không chịu bỏ cuộc. Cái đầu ù của nó cứ lắc lư, rồi thình lình nhìn sang Trương Tiểu Phàm. Từ cái mồm to như chậu máu truyền ra một tràng những tiếng gầm gừ khe khẽ. Trương Tiểu Phàm giật đánh thót, cơ bắp toàn thân căng cứng, đến hơi thở cũng ngừng lại. Nhưng Thủy Kỳ Lân chỉ liếc hắn một cái, rồi lại nhìn sang Thiêu Hỏa Côn. Lần này nó cúi thấp đầu, dê mũi lên cái que, tỉ mỉ ngửi hít. Trương Tiểu Phàm tim vẫn đập thình thình, nhưng quan sát hành vi cổ quái của con thú to lớn trước mặt, bất giác thấy rất giống Đại Hoàng. Nếu không phải vì đang quá căng thẳng, chắc là hắn đã phá ra cười. Thủy Kỳ Lân đánh hơi một lúc, rõ ràng là vẫn không thu được kết quả gì. Nó bèn ngẩng dậy, cái đầu của nó ù ù quay ngó khắp phía, hình như cũng không làm ra được việc gì hơn, hình như cũng không thể làm rõ được hơn sự việc. Linh thú ngàn năm rốt cục vẫn là linh thú ngàn năm. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, nó bèn quyết định buông xuôi. Nó khịt khịt cái mũi to, đôi mắt thì cồ cộ ngó Trương Tiểu Phàm, lại khiến hắn sợ gần chết, rồi lắc đầu vẫy đuôi, xoay mình lội xuống đầm. Lát sau thì bọt nước sổi tung, thân mình khổng lồ chìm xuống. Trương Tiểu Phàm lúc này thì mới hoàn hồn, bèn từ từ bò dậy. Thấy lưng áo đã khớt đẫm cả mồ hôi, trên trán mồ hôi lạnh cũng tuôn ra như mưa. Hắn đi lại bên cạnh Thanh Thiêu Hỏa Côn, nhặt nó lên, ngắm nghía một lượt, chẳng thể nào nhận ra điểm gì khác biệt cả. Bất giác than thở, đi đời nhà ma. Than thở chưa dứt, chợt nghe tiếng động bên đầm, một bóng nước to tướng trồi lên. Trong hoa sóng bạc trắng, lờ mờ trông thấy cái đuôi thủ lù của Thủy Kỳ Lân quẫy lên mặt nước. Trương Tiểu Phàm thất kinh, lập tức nhét Thiêu Hỏa Côn vào trong ngực, rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Trên đường chỉ nghe sau lưng sụp sụp tiếng nước không ngừng. Hắn cũng chẳng dám ngoái đầu nhìn lại, cứ chạy trối chết, gắng rời nơi đó càng xa càng tốt. Chẳng bao lâu là đã đến được Hồng Kiều, rồi chạy một mạch tới khi không còn nghe tiếng động truyền lại thì đã đến đỉnh cầu, mới dám dừng bước thở hổn hển. Trương Tiểu Phàm hô hấp dần dần điều hòa trở lại, mới cảm thấy dã rời. Một nỗi mệt nhọc trào lên trong người của hắn. Hắn cúi xuống dưới ánh trăng, cái bóng cô đơn nhằng nhẵng đi theo. Hắn đột nhiên ngước lên, ngửa mặt nhìn trời, chỉ thấy cao xanh lạnh lùng, vầng trăng nhạt thì treo cao. Hắn ngây dại ngắm, ngắm đờ đẫn cả người. Sáng sớm mọi người thức dậy, Đô Tất Thư vặn lưng, lớn tiếng than thở. Thật là ngủ một tối mà lưng sắp gãy rồi, hôm nay làm sao thi đấu được đây? Lão Ngũ Lữ Đại Tín cau mày bảo, Lão Lục đừng có kêu ca nữa, ta cũng ngủ một tối mà chưa thấy lưng có vấn đề gì đâu. Tống Đại Nhân đứng bên cạnh bảo, đúng đó, Lão Lục tối qua than vãn suốt, còn chưa đủ sao? Đệ không thấy Lão Ngũ và Tiểu Sư Đệ đều chẳng nói năng gì ư? Đồ Tất Thư đảo mắt hỏi, Ngũ Sư Huynh da dày thịt đầy, chẳng có cảm giác gì hết. Không tin, Huynh hỏi Tiểu Sư Đệ xem. Ý, Tiểu Sư Đệ, làm sao mà mắt đầy tia máu thế này? Tối qua quả thật là không ngủ được gì à? Trương Tiểu Phàm đã thu dọn xong chăn đệm, lúc ấy đang ngồi trên một cái ghế dài, thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ, chẳng có phản ứng gì.
Đại hoàng thì nằm bên chân của hắn, tiểu hôi thì lật nghịch mớ lông da của con chó, hình như tìm bắt giận. Đội tất thư bước qua, vỗ mạnh lên vai của hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình nhảy bắn lên, làm đại hoàng và tiểu hôi sợ thót. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn bốn người xung quanh, hỏi chuyện gì thế? Đội tất thư cau mày, Tiểu Phàm, đệ làm sao mà chẳng còn tí hồn vía nào nữa vậy? Đêm qua không ngủ được à? Trương Tiểu Phàm ngây người, lắc đầu nói đâu có. Đội tất thư hỏi làm sao mà mắt đầy tia máu, đỏ cả lên thế kia? Trương Tiểu Phàm toan nói, Hà Đại Chí từ bên kia đã đi lại chen ngang. Lão Lục, khỏi lo chuyện tầm phào nữa, tiểu sư đệ tinh thần không tốt cũng không sao, đằng nào thì hôm nay y cũng không phải đấu qua vòng mà. Nhưng đệ mà chậm đi rửa mặt súc miệng, để lỡ giờ thi đấu thì đừng có trách ai cả. Đồ tất thư sực nhớ, chàng hỏi Trương Tiểu Phàm ngủ có ngon không nữa, xông lại cướp lấy chậu. Bất kể là Lữ Đại Tín, Trịnh Đại Lễ đang rửa mặt, làm nước bắn tung tóe, miệng bô lô bô la, tiểu sư đệ xô tốt quá, các huynh nhìn cái vẻ muốn chết mà không chết được của y kìa, thật là. À, Ngũ sư huynh, mau đưa trả chậu cho đệ rửa mặt nào, đệ muộn mất rồi. Phỉ, ta còn chưa rửa cơ mà. Trương Tiểu Phàm nhìn mấy vị sư huynh ở bên kia đang tranh luận không ngớt chỉ vì một cái chậu, trong lòng thì cảm thấy chán ngấy, bèn đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đến bậu cửa, Tống đại nhân đột nhiên từ đằng sau gọi với theo, tiểu sư đệ, đã rửa mặt chưa đấy? Trương Tiểu Phàm ngoái đầu đáp, rửa rồi, đại sư huynh. Tống đại nhân gật đầu nói, thế thì tốt, đệ đi ra ngoài trước cũng không sao, có điều lát nữa phải đến nhà ăn cơm để ăn sáng ấy nhá. Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, biết rồi. Nói đoạn bước ra, tiểu hôi cất tiếng chí chí gọi, rồi chạy lại lao lên vai của hắn. Đại hoàng thấy tiểu hôi đi cũng uể oải bò dậy, ngúc ngoắc cái đuôi theo ra. Trên hành lang, Trương Tiểu Phàm thấy hai bên đầy những đệ tử của các chi phái vừa mới ngủ dậy đang tíu ta tíu tít. Hắn cứ chậm rãi bước, vô tình đưa chân đến Vân Hải. Lúc này trời hãy còn sớm, chỉ có vài đệ tử của Thanh Vân Môn là đang đi lại trên quảng trường. Gió núi trong lành thổi tới, lướt qua khuôn mặt của Trương Tiểu Phàm, để lại chút cảm giác lành lạnh. Giống như đêm qua, trái tim của Trương Tiểu Phàm nhói đau. Năm nay hắn là một thiếu niên 16 tuổi, đã chớm biết yêu. Sống trên Đại Trúc Phong 5 năm, cùng Điền Ninh Nhi sớm chiều bên nhau. Từ nhỏ hắn đã nuôi trong lòng một mầm tình ái đối với vị sư tỷ mỹ lệ hoạt bát này. Chẳng ngờ đêm qua, chính mắt nhìn thấy Điền Linh Nhi và Tề Hạo lén gặp nhau, hệt như sét đánh ngang tai, tâm tư rối loạn. Lúc ấy, trong đầu của hắn rối bời, những cảnh đêm qua làm hắn đau muốn chết, cứ dở đi dở lại từng màn. Người hắn vô định giật giờ, bước đi không mục đích. Ấy, thốt nhiên một tiếng kêu kinh ngạc vang lên bên cạnh, làm Trương Tiểu Phàm giật thót, sực tỉnh từ giữa mớ tâm trạng mê loạn. Hắn ngoảnh nhìn sang, thì ra là một đệ tử trẻ trung, ngũ quan thanh tú, mình mặc trường bào, khoảng trên dưới 20 tuổi, tay cầm một cái quạt thép màu vàng, dường như là có vẽ núi non sông hồ. Lúc ấy đang đi lại, có điều cặp mắt to sáng chẳng liếc Trương Tiểu Phàm lấy một cái, mà cứ nhìn chằm chằm vào con khỉ tiểu hôi đang vắt vẻo trên vai. Kết thúc chương 21, quý vị hãy nhớ giúp Tiến like clip, sau đó ấn subscribe ủng hộ Tiến nhé.